Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin Tiêu điểm nóng ngày hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019. Và chúng tôi là Quang Huy và Nguyên Bảo sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin nóng nhất về tình hình an ninh trật tự, dân sinh xã hội xảy ra tại khu vực miền Tây nói riêng và trên cả nước nói chung. Và đang hiển thị trên màn hình chính là số điện thoại đường dây nóng của chương trình chúng tôi là 0971225053. Thông qua đây thì tất cả quý vị có thể nêu lên những ý kiến, những phản ánh hay là những bức xúc về các vấn đề đang tồn đọng tại địa phương gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của bà con. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin nóng đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam lại lập chiến tích kỳ diệu, người hâm mộ cả nước đổ ra đường ăn mừng thâu đêm. Xuống hầm cá cứu người, hai ngư dân người miền Tây chết ngạt thương tâm. Đã bắt được đối tượng cầm dao cướp của vợ chồng bán thịt heo 200 triệu giữa đêm. Cẩn trọng kẹo dính bẫy tiền giả đang nở rộ dịp cuối năm. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là niềm vui sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Vâng ạ, sau khi vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 ngạt thở, đội tuyển Việt Nam đã khiến cả châu Á rúng động ở vòng 1/8, chạm trán Jordan, đội đầu bảng B và từng đánh bại đương kim vô địch Australia. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu không hề thua kém, thậm chí hoàn toàn lấn lướt trong hiệp 2. Và kết quả là những ngôi sao vàng hòa đối thủ một đều sau 120 phút chính thức trước khi giành chiến thắng 4-2 trong lượt luân lưu cần não. Và sau một năm thăng hoa với rất nhiều thành tích khác nhau, thì hàng loạt kỷ lục đã được xô đổ, chiến thắng này lại một lần nữa khiến cho người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ngay sau trận thắng của những chiến binh sao vàng, thì tại nhiều tỉnh thành người dân lại đổ ra đường ăn mừng và tạo bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Việt Nam đá rất là đẹp. Em chưa bao giờ thấy đội tuyển Việt Nam này đá hết sức như thế. Việt Nam vô địch! Ngay sau khi tiếng còi trận đấu kết thúc, những cảnh tượng như thế này đã xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Có ngày Việt Nam mình đã đá tinh thần chiến đấu như vậy á, người hâm mộ Việt Nam mình đang theo dõi rất là nhiều. Quá xuất sắc luôn, tuyệt vời, cảm ơn tuyệt vời. Go! Ở tứ kết, Việt Nam sẽ chạm trán đội chiến thắng trong cặp đấu Nhật Bản Ả Rập Xê Út. Đây đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á. Nhật Bản hạng 50, Ả Rập Xê Út hạng 69, thường xuyên góp mặt ở các vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, với phong độ ổn định của các cầu thủ và chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, người hâm mộ nước nhà vẫn hy vọng đội tuyển của chúng ta tiến sâu hơn và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Kính thưa quý vị, chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa thôi là đã đến Tết Nguyên Đán 2019. Thời điểm này, nhiều nhà vườn đang chạy đua với thời gian để lặt lá cho mai kịp trổ bông đúng vào dịp Tết. Và cũng chính vì chỉ có vài ngày để thực hiện, trong khi công việc lại yêu cầu sự tỉ mỉ và khéo léo, cũng như là lượng mai quá lớn, cho nên công việc lặt lá mai hiện nay lại trở thành một nghề hot thưa quý vị. Và theo tiết lộ của một thợ lặt lá mai tại Đồng Tháp, thì tiền công mỗi ngày của anh là dao động từ khoảng 200 cho đến 300 ngàn đồng. Đối với mức sống ở những vùng quê như thế này, thì đây là khoản thu nhập khá hấp dẫn. Để hoa mai nở vào đúng dịp Tết, những ngày qua, người trồng mai tại nhiều tỉnh miền Tây bắt đầu thuê nhân công lặt lá mai. Nghề này đòi hỏi khá cao về tính tỉ mỉ, người lặt phải ngắt từng lá một cách nhẹ nhàng để không bị gãy, cành, rụng nụ. Được biết, mỗi ngày người lặt lá mai có thu nhập trên 200.000 đồng, giúp nhiều lao động có điều kiện đón một cái Tết sum túc hơn. Không chỉ có nghề lặt lá mai mùa Tết mới giúp những lao động nhàn rỗi tại các tỉnh miền Tây đón Tết sung túc hơn đâu, mà còn có một nghề nữa phải nói là không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về và thu nhập cũng vô cùng khủng thưa quý vị. Nhu cầu trang trí bàn thờ gia tiên trong ngày Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống lâu đời. Chính vì thế, thời điểm này là thời điểm ăn nên làm ra của người lao động làm nghề đánh bóng lưu đồng. Rất nhiều gia đình chọn đánh bóng lưu đồng, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để chào đón một năm mới hy vọng với nhiều may mắn sum vầy. Vì thế mà nghề đánh bóng các bộ lưu đồng cũ trở nên sôi động hẳn lên. Bình quân mỗi ngày, mỗi gia đình có thể đánh bóng từ 10 đến 20 bộ lưu đồng khác nhau, tùy theo kích cỡ lớn nhỏ, chi tiết khó hay dễ mà giá đánh bóng sẽ dao động từ 50 đến 150.000 đồng mỗi bộ, giúp các lao động theo nghề có thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
Kính thưa quý vị, khi đang đánh bắt cá ngoài biển thì 4 ngư dân chui xuống hầm cá làm việc và không may bị ngạt khí dẫn đến bất tỉnh. Sự việc nghiêm trọng này buộc chủ tàu phải cầu cứu lực lượng cứu hộ. Thế nhưng thì 2 người đã tử vong khi lực lượng này kịp tiếp cận. Và vụ việc thương tâm vừa xảy ra trên vùng biển Vũng Tàu thưa quý vị. Được biết, 2 ngư dân tử vong là Bùi Tuấn Liêm, 28 tuổi, quê ở Tiền Giang và Nguyễn Hoàng Minh, 25 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang. Trước đó, vào chiều ngày 20 tháng 1, tàu cá BV99986TS gồm có 15 ngư dân đang đánh bắt hải sản cách mũi Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng Đông Đông Nam thì có 4 người chui xuống hầm cá. Ngay sau đó, cả 4 ngư dân này đã bị ngạt khí và bất tỉnh. Đến 19 giờ, chủ tàu cá đã liên hệ với lực lượng cứu hộ nhờ giúp đỡ. Nhận được thông tin cứu nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3, Trung tâm 3 đã điều động khẩn cấp tàu sát 413 xuất cảng ra cứu nạn các ngư dân. Cho đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tàu sát 413 đã tiếp cận được tàu cá BV99986TS và chuyển 4 người bị nạn sang tàu sát 413 để đưa vào bờ. Được biết khi tiếp nhận các ngư dân bị nạn thì tất cả đều đã nguy kịch, trong đó có 2 người ngưng thở. Biết cặp vợ chồng tiểu thương bán thịt heo thường đi lấy hàng vào lúc đêm khuya và mang theo nhiều tiền. Một đối tượng đã theo dõi và khi hai nạn nhân vừa ra khỏi cửa thì hắn đã dùng dao đe dọa cướp mất chiếc túi xách có giá trị chứa hơn 200 triệu đồng. Vụ cướp táo tợn xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018. Cũng chính vì xảy ra vào lúc đêm khuya nên dù bị nạn nhân đuổi theo thì đối tượng vẫn dễ dàng tẩu thoát. Và sau nhiều ngày điều tra và truy bắt, chiều qua cơ quan công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Yên, tên thường gọi là Mười Nhỏ, là thủ phạm của vụ cướp trên. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào lúc 3 giờ ngày 20 tháng 1, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1968, ngụ tại số 66/4 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2018 trên địa bàn phường 5 thành phố Mỹ Tho. Tài sản bị thiệt hại là 200 triệu đồng và 3 điện thoại di động. Qua quá trình làm việc với cơ quan công an, Yên thừa nhận hành vi cướp giật trong vụ việc trên. Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2018, ông Văn Công Mật, sinh năm 1970, cùng vợ là bà Trần Thị Thu Giang, sinh năm 1971, cùng ngụ ở phường 5 thành phố Mỹ Tho, đã khóa cửa để ra chợ bán thịt heo. Khi vừa lên xe, thì bất ngờ có một nam thanh niên đi bộ từ phía sau tới, dùng tay giật lấy chiếc túi để trong giỏ phía trước ba gà xe, bên trong có 200 triệu đồng, hai chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus và một điện thoại di động iPhone 7 Plus, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Thưa quý vị, mặc dù đã bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ liên tục và bản thân những cát tặc cũng biết hành vi của mình sẽ gây nên những hậu quả sạt lở nghiêm trọng, thế nhưng hoạt động này vẫn diễn ra rất phổ biến và bất chấp. Và dù chỉ mới chưa đầy một tháng đầu năm 2019, thế nhưng dọc hai bờ sông Tiền và sông Hậu, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ hàng chục phương tiện ngày đêm rút ruột lòng sông. Và mới đây nhất là vào ngày hôm qua 20 tháng 1, lực lượng chức năng lại bắt quả tang 3 tàu sắt đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc địa bàn xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ba phương tiện trên do Nguyễn Lâm Em, sinh năm 1966, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Trần Văn Hoàng, sinh năm 1985, ngụ xã Hưng Lễ, huyện Dòng Trơm và Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang điều khiển. Ba phương tiện không giấy phép khai thác khoáng sản, có trọng tải khoảng từ 87 đến 121 tấn, trong đó có hai phương tiện không mang biển kiểm soát. Thời điểm bị bắt quả tang, các phương tiện này đã hút trộm từ 27 tới 29 mét khối cát. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu bơm cát trả lại lòng sông. Kính thưa quý vị, những năm gần đây, xu hướng tìm những cây cảnh độc đáo để chưng Tết thì ngày càng nở rộ. Chính vì thế, bên cạnh những loại hoa kiểng và các loại trái cây độc lạ chưng Tết, thì mùa hoa Tết năm nay, các nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc lần đầu tiên gieo trồng và đưa cây lúa tím vào chậu hoa kiểng để bán Tết. Những chậu lúa kiểng với gam màu tím đặc trưng không chỉ có màu sắc bắt mắt, tượng trưng cho may mắn mà nhiều người tìm mua lúa làm cảnh để mang lại không gian tươi mát cho ngày Tết. Và chính vì thế mà lúa kiểng và đặc biệt là lúa tím khi được đưa vào chậu cảnh và rất hút khách thưa quý vị. Đây là những chậu lúa tím vô cùng lạ mắt được một lão nông ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp gieo trồng và đưa vào phục vụ thị trường Tết năm nay. Giống lúa này vốn là một dòng phân ly được trồng để phân biệt giống này với giống khác. Nhưng do chúng có màu tím đặc trưng nên được giữ lại.
Sở dĩ được gọi là lúa tím vì toàn bộ thân, lá, hạt của giống lúa này đều màu tím. Riêng phần bông lúa mới trổ sẽ có màu xanh, sau đó chuyển dần sang màu tím khi chín. Giống lúa này trồng trong chậu khoảng 75 ngày ra bông, nhìn rất đẹp mắt. Dịp Tết không phải là thời vụ lúa chín, nên để có được loại cây cảnh mang hương đồng gió Nội này, người trồng phải chăm sóc rất công phu và phải trải qua nhiều công đoạn, nhất là khi đưa cây lúa vào chậu để chưng Tết. Đối với cây lúa kiểng vào chậu, nhà vườn cho biết việc cung cấp nước và chế độ phân bón là vô cùng quan trọng. Để lúa tím kiểng tươi đẹp trong những ngày xuân, một ngày phải tưới nước cho lúa 2-3 lần, đến khi lúa gần chín hạt sẽ ngừng tưới nước. Trong dịp Tết này, lão nông này dự kiến sẽ cung ứng khoảng 1.000 chậu lúa tím với giá bán 50.000 đồng một chậu. Do đây là sản phẩm mới, đặc biệt trưng trong những ngày Tết, đem lại ý nghĩa phong thủy tốt nên đã cháy hàng từ sớm, đồng thời thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ của du khách mỗi khi đến với làng hoa Sa Đéc vào những ngày này. Thưa quý vị, bán tiền giả chất lượng 100%, tiền giả chất lượng 99%, 1 đổi 10, 1 đổi 13 là những lời rao công khai trên mạng. Thậm chí có nhóm kín được lập trên Facebook để mua bán tiền giả với hàng ngàn thành viên. Thế nhưng, đằng sau những lời tiếp thị có thể khiến bất cứ ai cũng nổi lòng tham ấy, có thật sự là như vậy hay không? Hay chỉ là những chiêu lừa? Việc mua bán tiền giả sẽ bị xử lý ra sao? Tại sao vừa có nguy cơ mất tiền, vừa có thể phải vào tù vì phạm pháp mà nhiều người vẫn đặt mua hàng chục triệu tiền giả? Và trong chuyên mục Chuyện Cảnh Giác ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin đề cập đến loại tội phạm này, thưa quý vị. Khi mà chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán năm 2019, nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân lại đang tăng cao. Nghe bạn bè nói là trên mạng có bán tiền giả, chị Lê Thị Tê, ngụ Kiên Giang đã lên tìm và ngạc nhiên với hàng loạt trang mua bán tiền giả. Nhấp thử vào trang có tên shop tiền giả uy tín. Khi thấy mức chênh lệch cao, chị Tê đã đặt mua 7 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 1 triệu đồng tiền thật. Sau khi thỏa thuận, 2 ngày sau chị Tê nhận được thông báo từ bưu điện ra nhận hàng nhưng không cho xem hàng trước. Không chần chừ, chị Tê nhanh chóng đóng số tiền 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mở kiện hàng ra thì mới tá hỏa. Có gì nữa, cái em mới lấy chìa khóa nè, em gọc ra. Thì khi mà gọc ra nó không phải là tiền, cái khuôn khổ thì nó cũng y như tiền vậy đó. Nhưng mà gọc ra là nó là một cái cuốn sách, thấy không phải tiền là nó làm chạy vô điện. Tương tự cũng là trường hợp của anh Trần DC, ngụ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sau khi đặt mua tiền giả qua mạng, được bưu điện giao hàng đến nhà và thanh toán số tiền 1 triệu đồng. Anh này mở bưu kiện ra và cũng làm một cuốn sổ ngụy trang của kẻ gian. Dối tôi có lên mạng thì thấy quảng cáo buôn bán tiền giả, tôi có đặt mua về tiêu xài cá nhân đặt 1 triệu. Thế mà mua 5 triệu mà cuối cùng về gửi qua bưu điện này về thì tôi cũng mở ra. Mở ra thì thấy có cái bọc, có cái túi bọc nhỏ nhỏ, bên trong là cái quyển sách ứng dụng máy vi tính. Ngoài ra không có cái gì khác thì tôi bị lừa, mà nếu mà tôi trường hợp mà tôi mà bị không bị lừa đó, mà tôi thành hành vi thế là tôi cuối cùng hôm nay tôi là cũng không có con đường trở lại nữa để hối hận kịp nữa. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều người đã sập bẫy đánh vào lòng tham của kẻ xấu thời gian qua. Đáng nói, nếu hành vi được thực hiện trót lọt thì cả kẻ bán lẫn người mua đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Nếu giao dịch mua bán tiền giả thành công giữa người mua và người bán đều vi phạm điều 180 của Bộ luật Hình sự năm 2009, mức án thấp nhất có thể là 5 năm và cao nhất là chung thân. Qua đây tôi cũng khuyến cáo bà con không mua và sử dụng tiền giả. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Trên thực tế, hoạt động mua bán tiền giả phi pháp là có thật và luôn diễn biến hết sức phức tạp. Điển hình như nam đối tượng này đã bị bắt giữ khi đang vận chuyển 2.500 tờ tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng và 200 tờ loại mệnh giá 500.000 đồng. Số tiền giả có nhiều series trùng nhau, tổng giá trị lên đến 600 triệu đồng. Trước đó, hai đối tượng này cũng đã xây dựng một đường dây buôn bán vận chuyển tiền giả từ Bắc vào Nam với số tiền giả hàng tỷ đồng trước khi bị bắt giữ. Bên cạnh những vụ vận chuyển buôn bán tiền giả, nhiều đối tượng và đường dây tiêu thụ tiền giả cũng đã liên tiếp được triệt phá, xử lý. Có thể thấy từ buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả đến việc lợi dụng thủ đoạn buôn bán tiền giả để lừa đảo đang cho thấy sự gia tăng, phức tạp của tội phạm liên quan đến tiền giả gây nhiều mối nguy hại cho xã hội. Nếu những cái người nào mà tàng trữ vận chuyển cái tiền giả này thì có thể phạt tù từ 3 năm cho đến 7 năm. Và nếu như giá trị tiền mà tương ứng từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng đó thì bị phạt tù từ 5 năm cho đến 12 năm.
và tiền giả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên đó, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Và đặc biệt đó, thì luật bổ sung những cái trường hợp mà chuẩn bị phạm tội, tức là cái người đó họ chưa thực hành nhưng mà họ chuẩn bị phạm tội, thì sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Và ngoài ra đó thì thưa các bạn, cái người mà phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến là 100 triệu đồng, hoặc là tịch thu một phần hoặc là toàn bộ cái tài sản. Một điều đáng quan tâm và hết sức lo ngại khác là hiện tượng rao bán rầm rộ tiền giả trên các diễn đàn mạng xã hội. Chỉ cần lên Facebook gõ từ khóa mua tiền giả thì kết quả xuất hiện hàng trăm fanpage và trang cá nhân có tên như mua bán trao đổi, mua bán tiền. Các trang Facebook thường đưa ra những lời quảng cáo bán các loại tiền giả mệnh giá 100, 200 và 500 ngàn đồng, đảm bảo giống 99% tiền thật, khó phát hiện. Một số trang Facebook còn hướng dẫn hình thức giao dịch và sau khi đã thỏa thuận bằng cách nhắn tin vào Facebook hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Nếu khách hàng đồng ý thì gửi 50% tiền cọc bằng thẻ cạc hoặc tài khoản ngân hàng, sau đó sẽ được gửi lại tiền giả bằng đường bưu điện hoặc xe khách. Càng gần Tết, việc trao đổi mua bán hàng hóa của người dân tăng cao không chỉ ở thành thị mà ở cả nông thôn. Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lưu hành tiền giả. Để tiêu thụ tiền giả thì bọn tội phạm thường sử dụng những cái thủ đoạn phổ biến như sau. Thứ nhất là sử dụng tiền giả có mệnh giá lớn, thường là loại 200.000, 500.000, mua hàng hóa có giá trị thấp để được thối lại tiền thật. Thứ hai là đối tượng lợi dụng lúc trời tối hoặc là nơi thiếu ánh sáng để dùng tiền giả mua hàng hóa. Thứ ba là đối tượng trao đổi mua hàng hóa một cách nhanh chóng, không trả giá, mua hàng xong thì đi ngay. Thứ tư là đối tượng để lẫn tiền giả vào tiền thật có cùng mệnh giá để mua hàng hóa có giá trị lớn như là mua lúa, mua heo, mua vàng, nhân dân, nhằm qua mắt cái người bán hàng. Thứ năm là đối tượng thường chọn vùng sâu, vùng xa, nơi người dân có ít hiểu biết về tiền giả để tiêu thụ. Để đảm bảo an toàn cho người dân trong việc trao đổi mua bán hàng hóa thời điểm cuối năm, bên cạnh việc vào cuộc của lực lượng công an, thì người tiêu dùng cũng phải nắm rõ các đặc điểm bảo an của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền, cũng như cảnh giác với những khách hàng lạ mỗi khi giao dịch tiền mặt để tránh rủi ro nhận phải tiền giả. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm nóng cũng đã hết. Mọi ý kiến phản ánh những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, quý vị có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 097-122-5053. Vâng ạ, còn bây giờ xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.